Mua mấy bộ? Ba. Ba. Ba bộ thì đâu ra tiền? Hai bộ thôi. Hai bộ bán bánh. Ba bộ bán bánh. Nước ăn được đấy. Dạ. Ui trời. Ghê dạ. Cái đám ấy. Ôi trời ơi. Ăn thì rồi. Cái ăn được mà. Nó gái cái ăn đến nhà nó này. Đổ đây luôn này. Nào này kìa. Rồi sao phải đưa cái bát này đây này. Chấm bỏ bát này này. Thấy chưa? Anh Đồng nấu ăn. Giờ anh Đồng nấu ăn à? Anh Đồng mới là nấu ăn à? Đây anh Đồng nấu ăn. Bên là ca sĩ. Bảo anh Đồng lập cái kênh bữa ăn 5.000 đấy. Một ngày nấu cho cả team ăn hết có 5.000 qua thôi. Đấy, thử thách thế nó mới liên tục. Có bảng mà, có bảng bảng thực đơn hàng ngày mà. À đây có bảng thực đơn mà. Ờ. Nhưng mà thứ bảy ăn gì, thứ hai ăn gì các kiểu mà, sáng trưa như nào mà. Chuyên nghiệp đấy. Một lòng này. Bảng đây để bỏ đây này. Hai ăn gì thì cứ kêu số 7 nhá. Ờ, tôi ruộng lúa của Linh Philip như thế thì mấy hôm nay anh em mình không phải đi mua gạo nữa nhỉ? Ăn. Sắp sửa đầy gạo rồi, không phải anh em phải mua gạo rồi Linh Philip đúng không? Có chứ, bây giờ Lôi không muốn về với chú Linh. Muốn. Thì bữa nói. Bữa nói không muốn về với chú Linh nè. Muốn. Đi thôi. Nắm bọn muốn. Bữa bảo không muốn về với chú Linh. Thế là chỉ có bố Lôi về thôi đúng không? Anh kiểm tra lại. Dạ, chú Linh có về đâu. Đó. Bố Lôi mình chú Linh về thôi chứ Lôi ở lại gì? Lôi về sau. À, Lôi về sau à? Lôi về sau, lúc nào cô Lệ sang cô Lệ đón Lôi. À thế à? Nồi nhà của em. À rứa à? Cho về sau, cho bố Lôi với em đi về trước. À, tôi chờ cô Lệ sang. Bây giờ cô giáo sang để đưa Lôi đi sau. Còn sáng lưa đi về sau rồi. Nó cũng bị chú Lính mà. Thế là Lôi về sau đúng không? Lôi về sau. Này Hoàng cầm mà nói chuyện. Bài à? Ăn không? Lịch rồi nhá, đang sắp lịch rồi nhá. Khoảng 2 tháng nữa rồi về. Vòng quanh đất nước Việt Nam 20 ngày. 2 tháng nữa rồi về. Lừa Lôi miết rồi. Lừa từ bé lớn lên mới khôn được chứ. Chứ không lớn lên là lại sợ nhất là lớn lên bị lừa chứ lẽ. Bé là lừa chuyện bình thường đúng không? Thằng này mà lớn lên nào nó lừa lại các chú ấy. Để bác đây đấy ạ. Đấy. Ngân rửa tay không? Ngân rửa tay rửa mặt không? Tay nó nóng. Sao anh chảy á? À Lôi về thì Lôi về chắc là Lôi về khoảng tầm từ 2 đến 3 tháng. Lôi mai về. Đấy, Lôi. Về Việt Nam. Lại đây nhanh lên. Về Việt Nam không? Về Việt Nam mùa này không khác gì sa mạc. Nhưng mà ở trong nhà thì vẫn mát hơn bạn ạ. Xin chào. Mai về. Bộ bà tôi nhìn. Làm gì? Mai về. Em ừ. Rồi nhiều lắm. Cái ngày rồi. Lấy gì điên à? Chú ai? Hôm nay là về. Chú Linh. Không phải. Chú Linh nữa ai? Hôm nay đi đâu? Mày đi đâu đã? Đi lưu ăn đá sớm. Hả? Mày đi lưu ăn đá không phải sớm đâu. À. Nhưng mà Lôi bữa bảo điện cô giáo bảo là không muốn về với chú Linh là gì nữa à? Hả?
dám điển với cô giáo bảo nó không về với chú Linh đâu. Không về với chú Linh thì thôi. Toang rồi, thôi. Không về đó. Toang rồi. Rồi, xong rồi. Đi lại đây. Lôi về công ty ở trên kính. Em màn hình này. Qua xin rồi. Kiểu ảnh. Ok em nhá. Khóc thì khóc trên màn hình, như đi ra ngoài kia khóc à? Chết à? Khóc ở đây supply đây. Đừng có khóc. Nhìn vào đây. À, mới sáng thì đã buồn rồi. Ở bên đây mấy giờ sáng rồi nhỉ? Chưa 6 tiếng, 8 giờ sáng. 8 giờ à? Ôi ghê mà buồn rồi. Thôi vui lên đi. Đi về lừa đi. Đi mà. Về Việt Nam mà. Cười lên đi. Cười lên đi. Cười đi. Cười để về nào. Cười, 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 cười. Cười, cười đi, cười đi. Cười đi. Con cười nữa. Không cho về Việt Nam là không cười nữa. Đi về đi. Đi về đi. Đi về đi về đi về đi về. Đi về đi về. Đi về đi về. Đi về đi về. Đi về đi về nhà. Có cười không? Có cười không? Có cười không? Mà con cho đi về Việt Nam. Ai cho? Tụi nó bảo chú Tiến đi. Chú Linh không có tiền. Bảo chú Tiến đây này. Nói đi. Tụi nó có tiền rồi. Tiền kiếp mà tiền nè, có kiếp tiền đấy. Đi đi. Nói đi. Nói đi. Nói chuyện với chú Tiến đi. Xin chú Tiến tiền đi. Hết tiền rồi. Này nhìn này. Tiền. 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 Có tiền. À. Đâm vòng. Đâm vòng. Lấy tiền đi. Đấy đi. Xin chú Tiến tiền đi. Lôi có biết chú Tiến là ai đâu. Chú Tiến tiền đấy. Lôi có quen chú Tiến đâu. Qua đây em nói em Lôi có quen chú Tiến đâu đấy. Lôi có quen chú Tiến đâu mà. Đứng lên nào, mạnh mẽ lên nào, ăn rồi mà. Nói đi, nói gì đi, nói gì đi. Đứng lên. Đây xin chú Tiến đấy. Xin chút tiền đấy. Xin đi. Đứng dậy. Xin đi. Đứng dậy xin chút tiền đấy. Dạ không có tiền nên còn xí đấy. Xin đi. Xin bao nhiêu tiền? Nói chút tiền cho Lôi về Việt Nam với. Nói đi. Nhanh nói. Con cho về Việt Nam. Chú Linh tiền đâu mà cho về Việt Nam. À đây này, vé đây này. Vé của Linh đấy à, vé của ấy, vé của Lôi đây này. Vé. Đây này. À đây nhá, chờ tí để gửi cho chú Hoàng nhá. Cười đi, cười đi. Cười đi không tí về nhà đây. Quần áo là giỏi, đi về nhà đây. Nhưng mà nó biết vé là gì đâu. Đây này. Rồi. Tên tên. Vé. Tên tên. Cái gì tiền, cái này có phải đồ ăn đâu. Đấy, cái có gì cái này mà ăn thì mới biết đâu. Chữ nhiều chưa? Thế đâu mà biết được. Biết là cái gì? Thằng học tên là gì đây? Cái gì à, đây? Đây thằng bố đó chứ. Chú Linh cho về 18 này về rồi. Enjoy to. Hai bay cái gì đó, tôi sẽ bay cái gì, hai thằng năm, đi, quay vào 27 ca mắt, ơi, thôi 27 ca rồi, thôi ta hai chú cháu đi xuống đây, đi xuống đây, chú thương mà, thương nôi nhất đấy, ít thương nôi. Thương nói. Nói thơm nào, nói thơm chú Linh. Chào chứ, chào chú Linh. Ý trời ơi. Chào ơi, chào các bạn đi. Lôi chào các bạn. Tại đâu? Chào các bạn. Chào các bạn đi. Ai đây?
Ôi ơi. Tôi đem con cho là Nam. Chào ơi, chào cái gì? Chú mua vé rồi mà. Chú Tiến mua vé rồi mà. Nó chưa cầm. Chú Tiến mua vé cho nó rồi. Kiên lên đi. Đâu? Đây. Con đi vui trở lại rồi nhé. Đây, mẹ đây.